Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh em mấy cuốn băng của Hùng Cường, Mai Lệ Huyền. Một trong những cái album cassette mà được anh em rất là yêu thích và đến bây giờ thì mới làm được. Thì anh em có thể thấy thì hầu hết ở đây thì là bên em có những cuốn của Mai Lệ Huyền và Hùng Cường. Tiếp tới là sẽ có 3 cuốn Tân Cổ, Giao Duyên. Tân Cổ. Đó. Tân Cổ này của Lệ Thủy, Minh Vương, Tấn Tài, Minh Phụng, Hồng Nga. Thâu ở trên những cuốn băng cổ, những cuốn băng lọc man 60 phút. Đây cũng vậy, anh em có thể thấy. Đó, những cuốn băng rất là đẹp. 60 phút cuốn băng cổ lọc man nha anh em. Đó. Thì hôm nay giới thiệu đến anh em những cái cuốn băng như thế này bên em làm đều do các đơn vị họ làm rất là tốt, thu âm rất là hay để gửi tới anh em. Ở đây thì là sẽ có băng để trong này sẵn. Em sẽ test trên cái máy Soli 500 EV, một trong những cái máy mono. Đây là những cái dòng cổ nhạc trước 575 nha anh em. Đây là cái bài lắng chiều của Hùng Cường, một bài hát rất là hay. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em nhé, băng cassette. Anh